Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món chả phai môn nha các bạn. Nguyên liệu gồm có ở đây là bột cao su, hành, hành lá, ớt, hành tím, 100 g nấm đùi gà. Mình sắc nhỏ ra, sắc hạt lựu ra. Ở đây là 100 g phai môn, mình mới vừa hấp chín nha các bạn, còn nóng nè. 100 g phai môn, 50 g, 100 g phai môn, 50 g đậu xanh mình đã hấp chín nha. Ở đây là một muỗng rưỡi đường, gần một muỗng bột nêm, nửa muỗng tiêu. Còn này là bánh tráng các bạn, bánh tráng bò bía để mình cuốn chả nha. Ở đây là có chút xíu bột mì với bột năng. Để lát nữa mình làm, mình quậy nước để mình nhúng nha. Đây mình chuẩn bị ra một cái thau. Bây giờ mình cho phai môn, đậu xanh vào. Mình nghiền này, các bạn thấy nó còn hơi lên hơi nóng nữa. Nó còn nóng thì mình nghiền nó mới dễ. Còn nó nguội nó khó nghiền lắm. Cái này là phai môn sáp nha, cái củ nó vàng vậy nè các bạn, phai môn sáp. Còn phai môn cao thì cái củ nó tím tím, phai môn sáp này thì nó dẻo lắm. Dẻo ghê luôn. Bây giờ phai môn với đậu xanh mình đã nghiền ra rồi, nó hòa quyện với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên mình xào nấm nha. Giờ bắt cái chảo mình cho vào một chút xíu dầu để mình xào nấm. Bây giờ dầu đã nóng mình cho hành vào. Cái này là nấm đùi gà, các bạn có thể thay nấm bồ ngư, nấm mèo đồ vô cũng ngon nha, có nấm mèo rồi ăn cũng giòn sực sực. Cái này nấm đùi gà thì mình ăn cũng giòn sực sực nha. Các bạn có thể thay thế nấm gì cũng được, không phải là nhất thiết phải giống mình nha. Hành đã dậy mùi thơm nên mình cho nấm vào mình xào. Bây giờ mình cho gia vị vào luôn nha. Xào cho nó thấm nấm, nó thơm, ngon. Nhà mình chứ cũng còn thiếu đồ vật dụng để xài, cũng thiếu nhiều mà. 30 tây này mình đi về thành phố, mình vô siêu thị mình mua mớ đồ. Giờ cuối cùng mình đã chín nấm chín rồi, mình tắt lửa nè. Mình cho hành, cho ớt vô. Bây giờ mình cho phai vào mình trộn luôn. Mình tắt lửa rồi. Này là buồn buồn các bạn làm ăn vặt cũng ngon nha. Bây giờ mình trộn nó đã hòa quyện lại với nhau nha. Bây giờ mình sẽ cho ra thau. Trước khi gói thì mình gỡ bánh tráng ra nha cả nhà. Gỡ ra. Gỡ ra rồi mình để đây. Trước khi làm thì mình cũng rửa tay sạch sẽ rồi nha. Mình gói bằng cái tay nó dễ thôi, mà còn mang bao tay vô gói rất là khó. Bây giờ mình lấy một cái dĩa. Ở đây mình lấy một cái dĩa. Mình để cuốn rồi lên.
rồi các bạn gói như vậy nha. Mình để đây. Các bạn gói cách đó cũng được, gói cách này cũng được. Rồi mình cuốn hai cái đầu này vô cũng được. Bây giờ mình đã cuốn xong rồi các bạn. Mình lâu làm mấy món này quá nên mình cuốn cũng không được đẹp, không có được đều tay. Các bạn thông cảm nha. Tại vì lâu làm món này lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay bột. Bây giờ mình cho nước vào bột nha. Bây giờ mình quậy vậy được rồi nha các bạn. À, cũng đừng có đặc quá nha. Nó chảy dòng xuống vậy là được rồi. Giờ mình để cho bột nó nở, mình bắt cái chảo dầu lên. Dầu nóng quá mình chiên luôn. Bây giờ mình bắt chảo dầu cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình lấy cuộn chả mình nhúng vào bột nha. Cho nó nhiễu hết nước xuống. Rồi mình để vào đây. Rồi mình sẽ cho vào đây mình chiên. Là bạn làm như vậy chiên liền cũng được, còn không mình lăn cái này ra này mình bỏ vào tủ đông, bỏ dừng 15 phút 20 phút rồi mình lấy ra mình chiên cũng ngon lắm nha. Còn này mình chiên liền. Bây giờ mình chiên vàng này các bạn. Để cho nó nhiễu dầu. Bây giờ chả cũng đã nhỏ dầu xuống hết khô queo rồi các bạn. Không có thấy dướng dầu hết. Bây giờ mình xách ra dĩa mời các bạn nha. Bây giờ mình xách ra dĩa rồi mình mời các bạn nha. Mình trang trí vài cọng ngò rí cho nó đẹp nha. Giòn lắm rồi nè. Rất là giòn luôn. Bây giờ mình chúc các bạn ăn làm món này ăn ngon miệng nha. Rất là đơn giản nha các bạn. Đậu xanh phay môn nghiền. Rồi mình chỉ chiên vậy thôi. Mình trang trí hai cọng ngò rí cho nó đẹp, cho nó có xanh xanh. Thôi giờ mình mong các bạn làm món này ăn ngon miệng, đơn giản dễ làm nha các bạn. Các bạn làm cho các bé ăn nó rất thích nha. Mấy đứa trẻ rất thích. Để mình lấy một cuốn mình cắt cho các bạn xem thử nha. Nè rất giòn nha các bạn. Nè. Ở trong nhưng nó béo, nó bùi, nó thơm lắm nha. Nó ngọt ngọt. Rất là dễ ăn, các bạn ăn, các bạn chỉ cần chấm tương ớt này là được ăn rồi. Rồi giờ mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn luôn được bình an, dồi dào, sức khỏe. Nếu mà các bạn yêu thương mình thì cùng nhau chia sẻ với bạn bè làm những món chay của mình cho các bạn cùng tham khảo làm ăn nha các bạn. Cho mình có nhiều cái động lực để mà mình ra những clip chay mới nha các bạn.